Món ăn này thực sự rất là hao cơm nhưng lại không tốn tiền đối với chị Kha. Vì cuộc sống của chị gắn liền với ruộng đồng, quen với việc mò cua bắt ốc nên chỉ cần ra đồng là không lo về đồ ăn. Không có cua cũng có cá đem về nấu ăn. Hôm nay một món ăn về cua đồng rất đặc biệt, đậm chất dân dã miền quê. Không biết cả nhà mình có thích món cua đồng này không? Bây giờ chung cũng mời cả nhà cùng chị Kha ra đồng mò cua bắt ốc xong về nấu ăn như thế nào nhé. Chúc cả nhà mình xem video clip thật là nhiều vui vẻ và nhiều năng lượng khi làm việc nhé. Dạ, kính chào cô chú anh chị. Mình hồi tối Kha cũng đi bán vé số hết sớm. Rồi Kha cũng sáng nay Kha còn tranh thủ đi ra đồng bắt được mấy con cua đồng. Rồi một chút xíu nữa Kha sẽ nấu canh cua với lá bồ ngót vậy cô chú mình. Dạ. Dạ. Với lại có cá nữa chị có Kha. Có cá lóc rồi cá nhỏ nhỏ, cá rô rồi cá chê, có phi nữa. Ồ. Rồi có hai cá lóc, còn con ăn chung nữa. Chị Kha nấu món gì? Kho khô. Cá kho khô với lại cua thì nấu gì? Cua thì nấu canh lá bồ ngót. Canh cua đồng lá bồ ngót và cá kho luôn cả nhà. Đúng rồi. Rồi thì bây giờ cũng mời cả nhà cùng xem chị Kha nấu ăn như thế nào nhé. Dạ, mời cô chú mình, mời cả nhà mình xem Kha nấu ăn như thế nào nhé. Đầu tiên Kha ướp cá trước, rồi một chút xíu Kha để 15 phút. Rồi Kha sẽ lặt rau, nấu bột ngọt với cua đồng cả nhà mình ơi. Và một ít bột ngọt, ít đường, ít nước mắm, cho mặn chút. Và ướp một ít ớt tỏi trước cho nó thơm với gần chín. Kha để mà tiêu vô nữa cả nhà. Cho Kha ướp mỡ chút cho cứng thịt cả nhà ơi. Đó, chút xíu nhắc xuống Kha để. Dạ, ngày xưa Kha cũng nấu canh cua vậy đó, không có mà đồ đâm cua á, rồi chén á, cái chén đâm á, trời ơi, bẻ hết 2-3 cái không hết chén. Kiểu như là bẻ hết 2-3 cái chén mà chưa xong cái giả cua này luôn. Tại mình không có đồ đâm giống vậy á. Dạ, thì hôm qua cũng được chở chị Kha đi mua đồ, cũng mua tặng cho chị Kha đồ để mà giả cua đó cả nhà đó, để chị Kha có là đồ để nấu đồ ăn này kia.
trong khi chờ đợi nước sôi thì cá để kho cá. Dạ, bây giờ nước cũng đã sôi rồi Kha, để một ít nước mắm. Rồi. Kha để một ít bột ngọt. Dạ, một ít đường. Rồi. Kha để một ít tiêu cho thơm thịt, thơm nước. Rồi. Cái này dầu ăn cả nhà đó. Rồi. Nước đã sôi rồi Kha bỏ lá bột ngọt vô. Lá bột ngọt dài dài chút cuốn dùng được cả nhà. Chút là tắt lửa để xuống cả nhà ơi, cái này mau chín lắm. Rồi. Ra tắt lửa. À, có kho nè cô chú mình ơi, mình để phải để cho nó khô mà để lửa nhỏ nhỏ chút cho viêu viêu mới thịt ngon cả nhà. Mà bây giờ cô chú mình ơi, Kha đắp lại cho nó khô chút xíu nữa mới Kha nhắc xuống rồi để ướt. Để tiêu, để hành vô là xong rồi cô chú mình. Cá kho đã khô rồi, Kha để mở một chút xíu cho rồi để tiêu vô. Rồi để hành ớt vô. Thơm quá trời. Cua đồng mới đi thục hang á. Ở trong hang bây giờ không có ở ngoài. Ở trong hang chỗ lúa lúa nữa. Trước khi Kha dùng cơm, Kha mời cô chú mình và mời anh chị mình, mời cả nhà mình dùng cơm với Kha, và mời em Trung dùng cơm với Kha luôn nhé. Và mời cả nhà dùng cơm, cả nhà cô chú mình ăn với dùng cơm với Kha nhé. Rồi, mời chị Kha dùng cơm đi ha. Ngon quá cô chú mình ạ. Thơm mà. Cái này nấu canh cua Kha không có xào mờ tỏi gì hết trơn. Kha chỉ dắt nước cua xong rồi Kha nấu cho nó ta lên thịt cua lên cục rồi mới Kha để bột ngọt, đường, mỡ này đủ thứ hết trơn mới Kha một chút xíu rồi Kha để bôi lá bột ngọt vô. Một chút xíu Kha để hành vô, tiêu vô là Kha nhắc xuống, Kha không có sao mà tỏi cô chú mình. Rất là ngon món này hồi xưa á, cô chú mình ơi. Cá khô nhỏ nhỏ Kha ăn với xương có giống xương mềm mềm rồi.
Ngon quá, có cho mình. Dạ Kha đã dùng cơm xong rồi, cô chú mình ơi, Kha ở đồng quê thầy khỏi mua đồ ăn, Kha đi ra đồng chút xíu thầy Kha bắt cá nhỏ nhỏ, cũng có cá lớn không thầy, không có cô chú mình ơi, với bắt cua này cái nọ, Kha nấu canh với lá bụng ngót với các khu quẹt nước hơi sền sệt rất là cứng thịt, Kha ướp với mỡ một chút xíu rất là cứng thịt, ngon lắm cô chú mình ơi, ăn nguyên xương luôn cá nhỏ nhỏ. Và cảm ơn cô chú mình đã thương Kha và thích Kha nấu ăn, thầy Kha cảm ơn cô chú mình nhiều lắm, nếu mà cô chú mình thương Kha thì cô chú mình hãy ủng hộ cho Kha nhé. Dạ rồi, cũng cảm ơn chị Kha rất là nhiều, hôm nay cũng đã nấu một món ăn tự tay mình đi tìm để mà nấu ra món rất là ngon và dân dã đồng quê như vậy, đậm chất luôn á ha. Thì món ăn này thì trị giá là bao nhiêu tiền chị Kha? Món ăn này trị giá nha, cá chị nó cỡ 10 ngàn, nói 15 ngàn đi. Con cua thì cua hơi mắc, cua mấy con cỡ 10 ngàn, với lá bồ ngót 5 ngàn nữa. À, nhưng mà đối với chị Kha thì không có tốn đồng bạc nào đâu ha. Cá cũng tự kiếm, bồ ngót hái bên ra khiên nhà. Cua rồi, cũng bác ơn. Cua cũng bác ơn nữa, cho nên là bữa ăn không đồng luôn. Nhưng mà đầy rất là ngon và đậm chất miền quê. Đúng rồi. Rồi thì cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video chị Kha nấu ăn. Cả nhà thích chị Kha nấu món nào có thể để lại bình luận phía dưới, thì chị Kha có thời gian sẽ tìm nguyên liệu đó và sẽ nấu cho cả nhà mình xem. Rồi cũng chúc cả nhà mình xem video clip thật là nhiều vui vẻ và đầy năng lượng một ngày làm việc nhé. Rồi cảm ơn cả nhà mình ăn. Mình nhiều lắm nha.